Nó là cái bộ điều khiển Omron E5CZ. Chào các bạn nhé. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về một cái bộ điều khiển. Đây, bộ điều khiển nhiệt độ. Đấy. Nó là cái bộ điều khiển Omron E5CZ. Đấy, thì với cái bộ điều khiển này này, nó hay sử dụng để điều khiển các cái heater để mà đun cho các cái bình nước. Đó. Thì cái bộ điều khiển này thì nó có 10 chân, nhìn đây. Bạn đấy, đằng sau của nó có 10 cái chân đấu. Đấy. Thì bên này là 1 2 3 4 5, bên này là 6 7 8 9 10. Đó, thì tính năng của các cái chân ấy thì đầu tiên là cái chân 1 2 này thì nó chính là cái chân dơ le để ao ra. Ví dụ như các bạn muốn là khi mà cái nhiệt độ nó đạt rồi thì nó sẽ đóng cái chân này để cấp nguồn cho các cái điện trở đôn, các cái điện trở đốt chẳng hạn. Đun đấy. Đó, thì người ta sẽ đấu dơ le hoặc là đấu công tơ tư vào cái chân 1 2 này. Và tiếp theo là các cái chân 4 5, đúng không ạ? Bỏ chân 3 và chân 4 5. Thì 4 5 này nó là cái chân cảm biến hoặc là các cái tín hiệu in vào, ví dụ như các cái tín hiệu mà sử dụng analog input ấy. Đó, thì đưa vào đây. Hoặc là các cái cảm biến nó gắn vào đây thì tùy vào cái mà các bạn đưa vào đây thì các bạn sẽ cài đặt ở trên kia. Đây thì đây chính là cái chân in các bạn nhé. Và bên này thì nó cũng có 5 chân, đó là 6 7 8 9 10. Đó, thì nó sẽ có một cái chân chung, đó là cái chân số 8 này. Đấy. Và nó sẽ đóng sang cái chân đây là A51 và đây là A52. Đấy, thì các cái chân A5 thì cái này thì có thể các bạn sẽ đấu ra các cái dơ le để mà báo chuông, còi, sự cố đấy. Nó chênh lệch quá lớn chẳng hạn. Thì nó cũng có cái tham số để cài đặt cho các cái chân A51 và A52 này. Thì nó chân ao ra. Đấy, và chân số ao ra. Thế còn cái chân, hai cái chân 9-10 này này. Ở đâu? 6-7 8 9 10 đó, thì nó là hai cái chân cấp nguồn. Thì cái dòng này nó cấp nguồn 220 AC vào đây để nó hoạt động được. Chúng ta phải cấp một cái nguồn vào cái chân này. Đó. Thì đấy là cái phần đấu về phần cứng. Đấy, thế còn cái phần cài đặt. Đây. Cái phần cài đặt thì trước tiên là muốn cài đặt được nó thì chúng ta phải cấp cái nguồn đã nhé. Đương nhiên phải có nguồn và có các cái phần cứng tương ứng rồi. Thì chúng ta cài đặt phù hợp với cái phần cứng. Đấy, thì bây giờ mình sẽ bật lên này. Đó. Nó có cái quạt thì nó hơi ồn một chút nhưng mà không sao, chắc các bạn vẫn nghe được. Thì đó, để cài đặt cho các cái chân này đó, thì đầu tiên là chúng ta phải hiểu là cái nhiệt độ ở trên này này. Đấy, các cái nhiệt độ ở phía trên này là cái nhiệt độ mà ở cái cảm biến nó báo về, tức là nó ở cái chân 4-5 đấy. 4-5 thì nó báo về là chính là các cái hàng số ở trên này. Đấy, hoặc là cái tín hiệu đưa vào. Đấy. Và cái giá trị ở dưới màu xanh này này, nó là cái giá trị cài đặt. Thì các bạn cài đặt đấy thì nó sẽ so sánh giữa hai cái tham số này. À, khi mà cái tham số này nó lớn hơn đúng không ạ? Cái tham số này nó lớn hơn thì nó sẽ cắt cái ao đi, và cái tham số này nhỏ hơn cái đặt này thì nó sẽ xuất cái ao này ra, tức là nó xuất ra cái dơ le đấy, là cái chân 1-2 đấy, nó xuất ra đó. Thì để cài đặt cái mà set point này, cái điểm để nó chạy quanh cái nhiệt độ này, thì đó là chính là cái tham số màu xanh ở dưới này, và cài đặt nó bằng cái nút này lên xuống đấy. Thì khi bỏ tay ra sẽ tác động. Và có một cái tham số ở bên trong. Đấy. Đó chính là cái tham số alarm này. Thì đó chính là cài đặt cho cái tham số mà nó xuất ra cái tín hiệu out kia. Dựa trên cái độ lệch
của cái này. Ví dụ như nó lệch quá cao đúng không ạ, thì nó sẽ báo ra cái alarm đó. Thì chúng ta cài đặt bằng cách là ấn vào cái nút này nhá, rồi sau đó ấn lần nữa thì nó ra alarm này. Thì các bạn ấn lên ấn xuống đó, và cái chế độ chạy của nó thì các bạn cũng nhấn vào đây. Thì các bạn thấy là nó có cái chữ R và có cái gạch số 5 này này. Thì khi mà bạn chọn stop thì tương ứng với cả nó sẽ cắt đấy, mà khi chạy run ấy thì nó sẽ ngược lại cái trạng thái của cái stop này đấy, ngược lại nhé. Tức là khi mình chọn run này thì có nghĩa là cái nhiệt độ cài đặt ở trên này đúng không ạ, mà nó thấp hơn thì nó sẽ out đấy. Thế còn nếu như cái nhiệt độ mà nó lại ngược lại, tức là cái nhiệt độ này này nó lại thấp hơn đấy, thì nó sẽ xuất ra cái tín hiệu là stop, tức là cho dừng lại đấy, nó ngược nhá. Và cái khi mà cài đặt sâu bên trong một chút thì các bạn ấn vào cái nút là có cái dấu tròn tròn này này, nó chẳng có cái ký tự gì này đấy, các bạn ấn vào đây giữ đấy trong vòng khoảng hơn 3 giây thì nó ra các tham số này. Thì đây chính là cái chân in này, thì đây là nó chọn loại chân in đấy, thì nó có một số cái tham số mà trong cái in này đó, thì các bạn cài đặt ở cái số ở dưới này bằng cách là ấn vào cái mũi tên này đấy. Và khi mà lựa chọn các cái chân này thì cái phần cứng nó phải tương đó là các cái cảm biến này, loại PT này, rồi là các cái tín hiệu đưa vào như là input bằng điện áp hoặc bằng dòng đó, thì đưa vào đây thì các bạn sẽ cài đặt tương ứng cái chân số 6 này, à cái chân in này đấy. Và với cái phần cứng thì nó sẽ hoạt động đấy. Và cái hai là DU thì chọn cái đơn vị nhiệt độ, đó là F hay là C đó, nhiệt độ F hay nhiệt độ C, thay đổi bằng các cái nút này. Thì đây là đang đặt nhiệt độ nó là độ C, và cái nhiệt độ set point limit này thì đó là cái mức cài đặt mà tối đa và tối thiểu cho nó hoạt động. Ví dụ cái H này thì nó là ở cái ngưỡng trên. Ví dụ như các bạn cài là cái hệ thống của các bạn nó chỉ hoạt động từ 0 đến 50 độ C thì cái chỗ này các bạn đặt 50, mà 0 đến 500 độ C các bạn đặt cái này là 500, đó là H. Đấy. Và tiếp theo nó là cái L đó. Thì các bạn cứ chuyển qua các cái parameter của nó, chuyển bằng cái mũi tên này. Cái SL này là cái set point low, tức là phía dưới à, hiện tại đặt là âm 20 độ đấy. Thực tế thì cái này nó hoạt động là trên 20 độ đấy, trên cái nhiệt độ không khí bình thường à, vì nó là cái hệ thống đun mà. Chúng ta có thể cài đặt cái này là tầm 20 bằng cách di chuyển các mũi tên này đấy. Và tiếp theo á, thì cái này nó là cái mà chọn cái chế độ chạy kiểu là cái nhá đấy, PID này, hoặc là on off, tức là on off tức là đóng thẳng luôn, cứ trên thì nó đóng mà dưới thì nó cắt. Còn PID thì nó có thể là chạy theo cái đồ thị, cái đường curve ấy. Đó thì chúng ta cũng chọn ở cái này. Đó. Thế còn cái này thì là nó có hai chế độ digital và cái stand này, cái SHC này nó chọn cái loại mà chúng ta sử dụng, tức là cái kiểu ấy. Thì đây nó sẽ là cái kiểu gọi là standard, tức là kiểu tiêu chuẩn. Và chọn cái thứ hai là heating và cooling. Đó, thì đó là cái cài đặt cái tham số về cái lựa chọn cái kiểu chạy ấy, kiểu làm việc của nó. Đấy. Đấy. Thì đó là một số những cái mà tham số cơ bản. Còn cái này thì nó sẽ chạy, chọn là chạy trực tiếp hay là đấy, direct là trực tiếp. Đấy, còn cái này thì nó chỉ là chạy kiểu như on off thôi. Đấy. Và tiếp theo là cái alarm, chính là chúng ta sẽ cài đặt cho hai cái giá trị mà nó xuất ra ở cái chân số 6 đấy, 5-6 và chân số 7 ấy, 3 chân. Đấy. Nó sẽ cài đặt ở hai cái chế độ alarm 1, alarm 2 này. Cái dưới là cái giá trị mà để nó xuất ra chênh lệch ấy. Đó thì sau đó thì nó lại quay về cái chân in thôi. Đó thì các cái tham số cơ bản khi mà ta cài đặt một cái con E5CZ, đấy, một số cái tham số cơ bản để cho nó chạy nhé.
Đấy. Thì là như vậy, thì sau khi cài đặt xong thì các bạn lại nhấn vào cái nút này 3 giây đấy, thì nó trở lại cái màn hình kia đấy. Đấy. Thì nó trở lại cái màn hình mà có cái nhiệt độ điều khiển này đấy. Thế còn nó có một cái nữa là khi ta nhấn một cái này đúng không, thì cái 17 đây này, đó chính là cái chênh lệch giữa cái nhiệt độ đo thực tế với cái cảm biến của chúng ta. Ví dụ như là hiện tại mà cái nhiệt độ thực tế của nó là 4 độ, nhưng mà cái nhiệt độ thực tế của chúng ta nó lại là 7 độ, thì cái này nó chênh lệch 3 độ các bạn nhé. Thì các bạn sẽ chỉnh cái này để làm sao đấy cái số hiển thị ở đây này, khi mà các bạn quay lại cái này, cái số hiển thị đây nó đúng với nhiệt độ thực hiện tại ấy, thì nó sẽ hoạt động đúng đấy, hoạt động đúng so với cả cái mà tức là cái con số ấy, thì có thể là có những cảm biến là nó bị lệch mất cái giá trị điện trở. Nó là cái loại ví dụ như là loại mà PT10 nó khác loại PT30, PT100 đấy. Thì chúng ta sẽ cài đặt lại cái tham số này cho nó đúng với cả cái nhiệt độ thực tế nhé, bằng cách là nhấn vào đây một lần rồi sau đó thì cài cái tham số này đó. Thì đấy là một số cái tham số cơ bản mà khi mà các bạn cài cho cái bộ điều khiển thường sử dụng nhiệt độ nhá. Những cái này nó có thể chạy được cả áp suất với cả gì đó, nhưng mà thường là hay sử dụng trong các trường hợp cài đặt nhiệt độ đấy. Thì cái bộ này là bộ E5CZ của Omron đấy. Thì đấy là các cái tham số cơ bản nhé. Còn một số cái tham số nữa về PID thì nó là cái phần riêng, thì mình không nói vì cái này thực tế nó chỉ dùng đóng cắt thôi, dùng on off thôi, thì nó chỉ sử dụng các cái tham số đó, và PID thì nó ngắt, nó chạy on off thôi. Đấy, thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhé.